bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Triệu Lệ Dĩnh có một bộ phim mà nhan sắc hay trang phục đều đẹp xuất sắc, anti-fan muốn cũng không thể chê nổi. Đây chính là một trong những tạo hình cổ trang đẹp nhất của Triệu Lệ Dĩnh, không có độ phổ biến cao với công chúng như Hoa Thiên Cốt hay Sam Sam Đến Đây Ăn Nào. Song Minh Lan Chuyện lại chính là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh, giúp cô chứng minh được thực lực một cách hoàn hảo thuyết phục. Ra mắt từ năm 2017, bộ phim đến nay vẫn được đánh giá cao và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với nhiều khán giả. Bên cạnh đó, Minh Lan Chuyện còn thành công khi xây dựng cho Triệu Lệ Dĩnh tạo hình cổ trang rất đổi xinh đẹp và đáng yêu. Không ngoa khi nói rằng đây chính là tạo hình cổ trang đẹp nhất sự nghiệp của cô. Thở còn là một nàng tiểu thư, Triệu Lệ Dĩnh lúc nào cũng toát lên vẻ dễ thương, hoạt bát. Tính cách này được thể hiện rõ qua trang phục của cô nàng. Đầu tiên là bảng màu gồm các gam màu sáng, tươi tắn như hồng, xanh dương, xanh lá mạ hay trắng. Ngoài ra kết cấu của y phục cũng gọn gàng, chẳng hạn như ống tay hay tùng váy ở dưới. Sau khi lập gia đình và trở thành người phụ nữ trưởng thành, màu sắc y phục của nàng Minh Lan bắt đầu có chuyển biến. Đầu tiên là nhiều gam màu trầm, tối hơn như xanh đen hay xám. Tiếp đến là hoa văn theo trên đồ đã tinh xảo, cầu kỳ hơn rất nhiều. Cuối cùng là chất liệu trang phục, lụa và lông thế chỗ cho những vạt vải bình thường, nhằm thể hiện địa vị tôn quý của nhân vật Minh Lan lúc bấy giờ. Nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh cũng là minh chứng cho thấy vào vai nhà quyền quý thời cổ trang không nhất thiết phải dắt lên người tất cả những phụ kiện xa xỉ, tua rua rườm rà. Kiểu tóc của nàng Minh Lan khá thống nhất, tạo kiểu cũng đơn giản. Khi còn trẻ, Minh Lan để mái, tóc thường búi lệch một bên, chỉ điểm vài bông hoa nhỏ xinh. Sau này, Minh Lan đổi sang kiểu búi cao, tràn đều trên đỉnh đầu, không để mái nữa. Bên cạnh những bông hoa của ngày xưa, nhiều món đồ phụ kiện đính đá cũng bắt đầu được thêm để phù hợp với trang phục của cô nàng. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.